Mũi thứ tư vaccine mRNA ngừa Covid-19 có thể tăng gấp đôi kháng thể so với mũi 3. Tổng thống Argentina nộp phạt do vi phạm quy định phòng dịch Covid-19. Dòng co cuộc chiến chống dịch Covid tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Giữa chuyên gia y tế e ngại dịch đậu mùa khỉ có thể chuyển biến xấu. Tăng cường giám sát, phát hiện các ca nghi ngờ đậu mùa khỉ ngay tại cửa khẩu. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin tối của kênh YouTube Báo sức khỏe và đời sống. Trước khi đến với những thông tin mới nhất về tình hình Covid trên thế giới, mức độ nguy hiểm của bệnh đậu mùa khỉ và một số lưu ý về bệnh tay chân miệng, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi cập nhật các ca mắc Covid-19 mới nhất của Việt Nam ngày 24 tháng 5. Tính từ 16 giờ ngày 23 tháng 5 đến 16 giờ ngày 24 tháng 5, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.323 ca nhiễm mới, trong đó một ca nhập cảnh và 1.322 ca ghi nhận trong nước, tăng 143 ca so với ngày trước đó tại 43 tỉnh, thành phố, có 941 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau. Hà Nội 321, Vĩnh Phúc 98, Phú Thọ 94, Yên Bái 58, Quảng Ninh 52, Nghệ An 50, Hải Dương 50, Tuyên Quang 44, Bình Phước 40, Lào Cai 39, Hà Nam 38, Hải Phòng 36, Thái Bình 33, Thái Nguyên 32, Nam Định 28, Hòa Bình 27, Bắc Cạn 27, Hưng Yên 24, Thành phố Hồ Chí Minh 22, Hà Giang 19, Lâm Đồng 16, Quảng Bình 16, Sơn La 16, Hà Tĩnh 15, Bắc Giang 14, Điện Biên 13, Quảng Trị 12, Ninh Bình 11, Cao Bằng 11, Đà Nẵng 10, Thanh Hóa 8, Lai Châu 8, Quảng Ngãi 8, Lạng Sơn 7, Bình Dương 6, Gia Lai 4, Bình Thuận 4, Bến Tre 3, Tây Ninh 2, Bà Rịa Vũng Tàu 2, Hậu Giang 2, Đồng Tháp 1, Bạc Liêu 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó. Quảng Trị trừ 60, Đà Nẵng trừ 30, Quảng Bình trừ 21. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó. Phú Thọ cộng 56, Bình Phước cộng 34, Hà Nam cộng 29. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua, 1.487 ca một ngày. 2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.711.389 ca nhiễm, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 108.205 ca nhiễm,

Bắc Giang 387.530, Bình Dương 383.770. 2. Tình hình điều trị. Số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa Bệnh, Bộ Y tế, cdc.kcb.vn. 1. Số bệnh nhân khỏi bệnh. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 6.495 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi. 9.412.403 ca. 2. Số bệnh nhân đang thở oxy là 216 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 171 ca, thở oxy dòng cao HFNC 27 ca, thở máy không xâm lấn 4 ca, thở máy xâm lấn 12 ca, ECMO 2 ca. 3. Số bệnh nhân tử vong từ 17 giờ 30 ngày 23 tháng 5 đến 17 giờ 30 ngày 24 tháng 5 ghi nhận 0 ca tử vong. Trong bình, số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua, 1 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.076 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 trên 227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân, xếp thứ 130 trên 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 trên 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân, xếp thứ 25 trên 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ tư ASEAN. Thưa quý vị, theo dữ liệu của cuộc thử nghiệm được công bố mới đây tại Anh, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng mũi thứ tư vaccine công nghệ mRNA ngừa COVID-19 có thể giúp tăng nồng độ kháng thể và phản ứng miễn dịch của tế bào T cao hơn so với mũi thứ ba các nhà nghiên cứu đã tiến hành thử nghiệm đối với 166 người trưởng thành đã tiêm mũi thứ ba vaccine mRNA của hãng Pfizer-BioNTech sau khi hoàn thành liều cơ bản với vaccine cùng loại hoặc vaccine công nghệ vector của hãng AstraZeneca. Những người này được lựa chọn ngẫu nhiên để tiêm mũi thứ tư vaccine của Pfizer, BioNTech hoặc Moderna, công nghệ mRNA. Một nửa số người tham gia thử nghiệm trên 70 tuổi và thời gian trung bình kể từ mũi tiêm thứ ba là 7 tháng kết quả cho thấy, hai tuần sau mũi tiêm thứ tư, nồng độ kháng thể chống lại protein gai của virus SARS-CoV-2 cao gấp đôi nồng độ kháng thể được tạo ra ở thời điểm 4 tuần sau mũi tiêm thứ ba. Nồng độ kháng thể sau mũi thứ tư của vaccine của Pfizer, BioNTech và Moderna là tương đương. Trong khi đó, phản ứng miễn dịch từ tế bào T cũng tăng mạnh sau 14 ngày kể từ mũi vaccine mRNA thứ tư, nhanh hơn so với 28 ngày sau mũi thứ ba tuy nhiên kết quả này chỉ ghi nhận ở những tình nguyện viên đã tiêm ba mũi đầu tiên vaccine của pfizer biontech và mũi thứ tư là vaccine của moderna trong bối cảnh tình hình COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới, thử nghiệm trên là một tín hiệu tích cực để nhân loại có thêm hy vọng nhanh chóng để lùi dịch bệnh ra khỏi cuộc sống. Một sự hy hữu vừa xảy ra tại Argentina khi Tổng thống nước này và đệ nhất phu nhân đã phải nộp phạt 3 triệu peso, tương đương với 24.000 đô la Mỹ, dưới hình thức khuyên góp từ thiện để được bãi bỏ các thủ tục tố tụng do tổ chức tiệc sinh nhật vi phạm quy định trong giai đoạn phong tả phòng dịch COVID-19. Một thẩm phán liên bang đã chấp nhận đề nghị bồi thường kinh tế của Tổng thống Fernandez, trong đó nhà lãnh đạo này sẽ chuyển 1,6 triệu peso tới Viện Nghiên cứu Vaccine Mabran của Argentina. Đệ nhất phu nhân Fibiola Yanez cũng đề nghị nộp 1,4 triệu peso theo hình thức quyền góp và đề nghị này cũng đã được chấp thuận. Năm ngoái, các công tố viên đã mở một cuộc điều tra xung quanh các cáo buộc Tổng thống Fernandez vi phạm quy định phòng dịch COVID-19. Cuộc điều tra được tiến hành sau khi dò dỉ một số bức ảnh về một bữa tiệc được cho là kỷ niệm sinh nhật đệ nhất phu nhân Yanes hồi tháng 7 năm 2020 tại Quinta de Olivos, khu dinh thự chính của Tổng thống Fernandez ở ngoại ô thủ đô Buenos Aires. Vào thời điểm đó, khu vực này đang thực thi lệnh phong tỏa nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn dịch COVID-19. Theo đó, tất cả các hoạt động tập trung đông người đều bị cấm, kể cả tăng lễ. Nhà lãnh đạo Argentina thừa nhận, đó là một sai lầm và bất cần, nhưng nhấn mạnh không phải là một hành động ác ý. Các công tố viên đã ấn định các mức bồi thường mang tính tượng trưng với giá trị tương đương một máy trợ thờ và một đợt điều trị tích cực. Trong khi COVID-19 trên toàn Trung Quốc đang có xu hướng suy giảm trong tuần qua với tổng số ca nhiễm mới hàng ngày đã xuống dưới 1.200 ca, cuộc chiến chống dịch tại thủ đô Bắc Kinh của nước này vẫn đang trong thế giằng co. Điều này đã khiến cho giới chuyên gia y tế phải lên tiếng cảnh báo về nguy cơ dịch bùng phát mạnh hơn. Mặc dù giới chức Bắc Kinh đã đặt nhiều biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt, nhưng số ca nhiễm mới mỗi ngày tại đây đã tăng lên đỉnh mới vào hôm 22 tháng 5 vừa qua. Tháng trước, số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày ở Bắc Kinh ở khoảng 50 người. Tuy nhiên, trong vòng 24 giờ tính đến 15 giờ ngày 22 tháng 5, số ca nhiễm trong đợt dịch lần này đã tăng lên mức kỷ lục trong một ngày là 99 người, với 83 ca được xác nhận và 16 ca nhiễm không triệu chứng. Mặc dù trong 24 giờ tiếp theo, số ca nhiễm mới giảm xuống còn 63, nhưng các chuyên gia cảnh báo, con số này có khả năng sớm vượt quá 100 mỗi ngày nếu công tác phòng chống dịch bị buông lỏng. Trước tình trạng này, nhà chức trách và các cộng đồng dân cư ở Bắc Kinh đã liên tục siết chặt công tác phòng chống dịch bằng nhiều biện pháp đồng bộ nhằm sớm dập tắt làn sóng dịch lần này. Ngày 23 tháng 5, Phó thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan, Sun Chunlan đã thị sát một số nơi báo cáo xuất hiện các ca nhiễm ở Bắc Kinh, bà kêu gọi cơ quan chức năng phản ứng nhanh hơn để xóa sổ càng sớm càng tốt các ổ dịch bên ngoài khu vực được kiểm soát. Phó thủ tướng Tôn Xuân Lan lưu ý rằng dịch bệnh ở Bắc Kinh nhìn chung đang được kiểm soát nhưng vẫn còn những ca nhiễm giải rác, vì vậy không được phép buông lỏng công tác phòng chống dịch. Giới chuyên gia y tế Trung Quốc cho rằng, hiện vẫn khó có thể dự đoán về một sự chuyển biến tích cực trong cuộc chiến chống dịch ở Bắc Kinh và nhiều khả năng làn sóng dịch lần này có thể kéo dài đến tháng 6. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng hiện nay hy vọng nhiều hơn là thách thức vì ngày càng có nhiều loại thuốc đang được nghiên cứu và phát triển trong khi tỷ lệ tiêm chủng cho người dân cũng gia tăng mạnh. Quý vị thân mến, gần đây số ca mắc bệnh tay chân miệng ở trẻ em đang có dấu hiệu tăng nhanh, điều này đã khiến không ít phụ huynh tỏ ra lo lắng. Vậy trong trường hợp nếu nghi con mình mắc bệnh tay chân miệng, bố mẹ cần phải làm gì để quá trình chữa trị trở nên hiệu quả hơn? Hãy cùng lắng nghe những lưu ý sau của bác sĩ Trương Văn Quý, trưởng khoa Nội y tổng hợp bệnh viện E Hà Nội. Theo bác sĩ Trương Văn Quý, nếu nghi bé mắc tay chân miệng, phụ huynh cần theo dõi sát dấu hiệu của trẻ. Khi bệnh, trẻ thường mệt mỏi, có thể sốt nhẹ hoặc sốt cao 39 đến 40 độ. Mụn nước sẽ xuất hiện ở niêm mạc miệng, ví dụ trong má, lợi, mặt bên lưỡi, kích thước 2 đến 3 mm. Các mụn này thường vỡ rất nhanh, tạo thành vết trợt loét khiến trẻ bị đau rát, khó ăn uống. Ở bàn chân, mâm, bàn tay cũng xuất hiện mụn bọng nước, song không gây đau rát. Ở thể nhẹ, bệnh gây tổn thương da, niêm mạc, sốt nhẹ, mệt mỏi. Ở thể nặng, tay chân miệng gây tổn thương thần kinh, trẻ ly bì, giật mình, yếu liệt chi. Do đó, khi bé có dấu hiệu mắc tay chân miệng, cha mẹ nên đưa đến bệnh viện để khám và điều trị đúng cách. Trẻ bệnh tay chân miệng nên được cách ly tại nhà, dùng thuốc hạ sốt đúng điều lượng nếu nhiệt độ cơ thể trên 38,5. Cha mẹ vệ sinh da cho trẻ, đặc biệt các vùng có mụn nước, bôi thuốc vào vết loét, trong miệng theo tư vấn của các bác sĩ để tránh bội nhiễm người chăm sóc cần đảm bảo vệ sinh cá nhân thường xuyên phụ huynh nên cho trẻ ăn theo chế độ chăm sóc nâng cao thể trạng nguyên tắc là uống đủ nước và ăn đủ dinh dưỡng nên sử dụng thức ăn lỏng ấm chia thành nhiều bữa nhỏ có thể xây nhỏ thức ăn nấu thành cháo súp để trẻ ăn dễ và dễ hấp thu thực phẩm phải vệ sinh an toàn nấu chín ký nên ngâm tráng nước sôi và rửa sạch vật dụng ăn uống của gia đình không bớm thức ăn hay cho trẻ ăn bốc, không dùng chung khăn ăn, cốc, bát, đĩa, dĩa, thìa để tránh lây nhiễm. Với tốc độ bùng phát của dịch bệnh đậu mùa khỉ hiện nay, nhiều chuyên gia quan ngại rằng những sự kiện lớn và tiệc tùng mùa hè có thể khiến cho dịch bệnh này trở nên tồi tệ hơn mới nhất ông richard pebodi người đứng đầu nhóm chuyên trách về mầm bệnh có nguy cơ cao tại văn phòng who châu âu nhấn mạnh hiện nay nguồn cung vaccine thuốc kháng virus đậu mùa khỉ vẫn khá hạn chế và chưa cần tiêm đại trà vaccine để ngăn ngừa căn bệnh này lây lan biện pháp chính cần làm là truy vết tiếp xúc và cách ly bởi theo chuyên gia Pebody, đây không phải là loại virus dễ dàng lây lan và đến nay vẫn chưa gây ra bệnh nghiêm trọng trong khi đó, các loại vaccine để ngăn ngừa đậu mùa khỉ có thể gây ra các tác dụng phụ. Hiện nay, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ cho biết đang trong tiến trình cung cấp các liều vaccine Geneos để ngăn ngừa đậu mùa khỉ. Trong khi đó, chính phủ Đức thông báo đang đánh giá các phương án tiêm chủng, còn Anh đã bắt đầu tiêm chủng cho một số nhân viên y tế. Giới chức y tế tại châu Âu và Bắc Mỹ đang điều tra hơn 100 ca nghi mắc và đã xác định mắc bệnh đậu mùa khỉ. Đây là đợt bùng phát bệnh đầu mùa khỉ nghiêm trọng nhất bên ngoài châu Phi, nơi căn bệnh này là đặc hữu. Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến bệnh đầu mùa khỉ bùng phát và các nhà khoa học vẫn đang nỗ lực truy tìm nguồn gốc của các ca bệnh và liệu virus có biến đổi hay không. Ông Peabody chỉ ra hầu hết các trường hợp mắc bệnh không liên quan đến việc đi lại tới châu Phi, do đó có thể còn nhiều ca mắc chưa được phát hiện với tốc độ bùng phát dịch bệnh hiện nay và việc thiếu thông tin về nguyên nhân thúc đẩy dịch bệnh bùng phát, nhiều chuyên gia quan ngại những sự kiện lớn và tiệc tùng mùa hè có thể khiến dịch bệnh tồi tệ hơn. Ông Pebody khuyến cáo, người dân không nhất thiết phải tránh né các bữa tiệc, sự kiện đông người nhưng cần phải giữ gìn vệ sinh tốt, rửa tay thường xuyên, tình dục an toàn để giảm thiểu sự lây lan của virus. Để chủ động giám sát và kịp thời triển khai các biện pháp phòng bệnh đậu mùa khỉ, mới đây Bộ Y tế đã đề nghị các địa phương tăng cường giám sát phát hiện các ca nghi ngờ ngay tại cửa khẩu. Trao đổi với báo chí, đại diện cục y tế dự phòng Bộ Y tế cho biết, bệnh đậu mùa khỉ là bệnh lây truyền từ động vật sang người và có thể lây từ người sang người khi tiếp xúc trực tiếp với vết thương, dịch cơ thể giọt bắn và qua tiếp xúc với các vật dụng bị ô nhiễm như chăn ga gối đệm. Triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ tương tự như bệnh đậu mùa, tuy nhiên ở bệnh đậu mùa khỉ hay gặp tổn thương da toàn thân và hạch to hơn ở đậu mùa. Các yếu tố nguy cơ bị lây nhiễm là ăn thịt động vật chưa nấu chín kỹ hoặc ăn các sản phẩm của động vật bị nhiễm bệnh để chủ động giám sát và kịp thời triển khai các biện pháp phòng bệnh, hạn chế tối đa số mắc và tử vong. Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các địa phương tăng cường giám sát phát hiện các ca nghi ngờ ngay tại cửa khẩu, đặc biệt là các trường hợp đi về từ các quốc gia đang lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ, Berlin, Cameroon, Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Dân chủ Congo, Gabon, Ghana, Bờ biển Nga, Liberia, Nigeria, Cộng hòa Congo, Sierra Leone và Nam Sudan đồng thời các cơ sở y tế cũng tăng cường giám sát phát hiện trường hợp nghi ngờ trường hợp có thể mắc bệnh đậu mùa khỉ theo định nghĩa của who khi phát hiện báo cáo ngay cho sở y tế để phối hợp với các viện vệ sinh dịch tế pasteur để chẩn đoán xác định ca bệnh đối với người dân bộ y tế khuyến cáo tránh tiếp xúc trực tiếp gồm cả quan hệ tình dục với người mắc bệnh đậu mùa thường xuyên rửa tay sạch bằng xà phòng và các dung dịch sát khuẩn thông thường che miệng khi ho hát hơi Người có các triệu chứng của ca bệnh nghi ngờ cần chủ động liên hệ với cơ sở y tế để được theo dõi, tư vấn kịp thời. Người có các triệu chứng của ca bệnh nghi ngờ cần chủ động tự cách ly và tránh quan hệ tình dục. Người xác định mắc bệnh phải được cách ly y tế đến khi điều trị khỏi bệnh. Cuối bản tin sẽ là một số thông tin về tình hình thời tiết trong nước. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 25 tháng 5, mưa ở Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng giảm dần, tuy nhiên thì mưa lớn còn tiếp tục nhiều ngày tới. Do chịu ảnh hưởng của rãnh ngắp thấp có trục qua Bắc Trung Bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000m, nên thời tiết khu vực Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Riêng Bắc Trung Bộ ngày có mưa rào và rông vài nơi. Ngày và đêm ngày 24 tháng 5, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và rông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30 đến 60 mm, có nơi trên 80 mm, riêng khu vực Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Hòa Bình, Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương, Ninh Bình, Thanh Hóa phổ biến 60 đến 100 mm, có nơi trên 130 mm. Khu vực Hà Nội, ngày và đêm ngày 24 tháng 5, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 25 tháng 5, mưa ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng giảm dần. Mưa rào và rông và mưa to cục bộ ở vùng núi Bắc Bộ có khả năng kéo dài nhiều ngày tới. Dự báo thời tiết từ đêm ngày 25 tháng 5 đến ngày mùng 2 tháng 6, ở vùng Trung Du và vùng núi khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, mưa rông tập trung vào chiều tối và đêm. Khu vực đồng bằng có mưa rào và rông vài nơi, riêng đêm ngày 27 tháng 5 có mưa rào và rông rải rác. Khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và rông rải rác đến ngày 27 tháng 5, tập trung vào chiều tối và đêm. Từ ngày 28 tháng 5 đến ngày mùng 2 tháng 5 có mưa rào và rông vài nơi. Khu vực Tây Nguyên, chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to đến ngày 27 tháng 5. Từ ngày 28 tháng 5, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Khu vực Nam Bộ, chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to đến ngày 29 tháng 5. Từ ngày 30 tháng 5, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh thưa quý vị và các bạn thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay quý vị hãy nhớ những thông tin này để kịp thời mang theo áo mưa ô dù để chủ động ứng phó với những tình huống thời tiết xấu nhất những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo